bốn người trên bàn với nhau nha. À, cái phần máy chưa dùng, nếu như em hết rồi thì có cái lắp thứ đó để sắp lên nhé. Bây giờ chúng ta lấy một tiếp nha. Bye.
Duy Ngọc, hiệu trưởng nhà trường. Trọng giới thiệu ông Nguyễn Hoàng Liên, giám đốc trung tâm. Về phía công ty trách nhiệm hữu hạn đào tạo và tư vấn nhân lực Sài Gòn, xin trân trọng giới thiệu bà Chảo Thị Lộc, phó giám đốc công ty. Và đặc biệt xin một tràng pháo tay thật lớn để hoan nghênh sự có mặt của tất cả các bạn học sinh và giáo viên ngày hôm nay. Thầy cũng nói rõ về
ba cái vấn đề cho cả anh em. Đầu tiên là nói về công tác của hội, công tác của hội và tính pháp lý của vấn đề du học trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Thì thứ nhất là trung tâm du chuyển tỉnh là cái đơn vị ký kết trực tiếp với công ty đào tạo của trường Sài Gòn để mang những cái chương trình tư vấn du học ở các nước phát triển để về triển khai trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, để các em có thêm cái định hướng, có thêm cái cơ hội xây dựng tương lai trong thời gian tới. Thứ hai là nhà trường chúng ta thì đang giới thiệu và cũng phải nắm rõ cái chương trình này về cái nguyên tắc hoạt động, cái tính pháp lý của các cái đơn vị tổ chức tư nhân, để phụ huynh chúng ta là yên tâm và học sinh chúng ta là yên tâm mà lựa chọn và định hướng. Bây giờ phía công ty thì công ty sẽ cung cấp cho em đầy đủ hết những cái chương trình ở các quốc gia, rồi cung cấp cơ sở pháp lý để cho trường và trung tâm riêng cũng như là ngành giáo dục đào tạo tỉnh Hậu Giang nắm rõ là công ty có cái gì, tư vấn cái gì, công ty nước nào, ở gần như nào, phụ huynh chúng ta sẽ hỏi tới cái gì là có ngay cho trong ba đơn vị này sẽ chịu sẽ gần mặt trong giai đoạn có tư vấn nha. Cho nên các buổi hội thảo hôm nay thì các em là những học sinh quan tâm đăng ký tham dự, chứ thầy cũng không mời các bạn đầy đủ mà các bạn chưa có cái quan tâm gì du học đó, thì do cái lớp ta đông người hội người có giới hạn, cho nên là thầy và thầy học đã trao đổi là khảo sát các em quan tâm để tham dự, để có một cái nhìn nhận sâu hơn, tìm hiểu kỹ hơn về cơ hội du học ở một quốc gia nào đó mà chúng ta đã từng nghĩ trong cái suy nghĩ ta tới. Cái thứ hai thì là cái sau khi chúng ta quan tâm thì chúng ta phải tìm hiểu rõ cái chương trình, cái quốc gia nào mà chúng ta muốn đi. Bây giờ hôm nay thì em được các tài liệu cũng như cái bộ hồ sơ đó thì em cũng không cần thiết phải tập trung đọc hết đó ngay bây giờ, mà cái nhiệm vụ hôm nay là chúng ta nghe các thầy cô chuyên gia trên này phân tích từng chương trình, mỗi chương trình cũng tầm 50 phút thôi. Thì thầy cũng báo với em luôn là không phải là chỉ có những chương trình ở trên cái bảng này, bởi vì đây là những chương trình đang hot trend cũng như là những cái chương trình đang mới, đang thu hút sự quan tâm của học sinh. Thì thầy cô đây là chọn những cái chương trình tiêu biểu này để làm cái hội thảo hôm nay. Ngoài ra thì tại trung tâm giáo dục chuyên tỉnh á, là phối hợp với công ty là làm đầy đủ chương trình của các nước luôn. Và em nào là từ Nhật, Hàn, lâu nay có tiết cầu, rồi bây giờ là tới Úc, tới Đức, tới New Zealand, tới Mỹ, tới Canada đều có hết. Nói vậy thì em biết. Còn hôm nay là chúng ta sẽ chọn những cái chương trình gọi là hot trend, có nghĩa là sao? Có nghĩa là chương trình học nghề miễn phí, rồi chương trình học tiết kiệm, và chương trình vừa làm vừa học, rồi cơ hội lao động định cư gì đó, thì những cái chương trình mà nó đang thu hút là sự quan tâm của học sinh cả nước để tham gia thì mới chọn là hội thảo hôm nay. Thì ngoài ra thì nói vậy thì mấy em những cái chương trình khác thì mấy em về xem là được, còn nếu muốn tư vấn cái gì thì ngay đơn vị trong công ty và trung tâm chương trình sẽ có hết, và ngay tại trung tâm chương trình sẽ có phòng tư vấn trực tiếp đấy. Thì nhiệm vụ hôm nay là chúng ta nghe hết chương trình xong rồi mấy em mới bắt đầu là tìm cái thông tin và xác định được cái môn học của mình trong cái khảo sát, để mà mình thích cái nào, mình lựa chọn cái nào, mà mình nghe rồi mình phải định hướng nhé, chứ bây giờ mình không gấp, mình nghe hết đi xong rồi đem đúng số điện thoại đó xong để ngồi có chương trình quay số những thứ mà tôi ngồi gì đó thì chúng ta cũng có bàn nhé. Thì đó là thầy nói cái lựa chọn. Cái thứ hai là nói tại sao là người ta dùng cái cơ, dùng cái từ cái du học về cái cơ hội mà cơ hội thì hiện nay là còn khó ấy. Trước đây chúng ta đang nghe đi du học thì đâu đó là chúng ta nghe nó rất là xa vời, đối với những cái gia đình, những cái các em mà có hoàn cảnh
cảnh là gia đình là thu nhập trung bình thì không dám hơn à. Còn bây giờ thì cái cơ hội này thì suy xét kỹ ra xem nó có hay không. Thứ nhất là nói là giờ chúng ta học đại học cũng được, thì chúng ta cũng biết rồi là chúng ta tự cam lo kinh phí của gia đình mỗi năm cũng bao nhiêu. Còn sau này còn hỏi ta nghe những cái chương trình này xem cái tiền đi đi học thì nó được bao nhiêu, nó có hơn cái tiền học của nước hay không à, thì em sẽ biết là có đó để chúng ta tính cho mình. Nhưng đổi lại học trong nước thì chúng ta biết rồi là ra trường thì thu nhập cao nhất là bao nhiêu một tháng. Còn ở ngoài nước thì cơ hội việc làm và cái thu nhập bằng ngoại tệ thì nó bao nhiêu một tháng thì chúng ta mới có cho sản phẩm. Rồi đổi lại chúng ta phải làm gì, là chúng ta phải ra sự cố gắng của mình trong vấn đề học và làm tại nước ngoài. Thì đó chúng ta nhìn nhận hết những cái đó rồi thì chúng ta mới chọn con đường du học của một quốc gia nào đó là cái cơ hội để chúng ta tiến lên, để chúng ta xây dựng cái bản thân của tương lai và những đồng thời là chúng ta kiếm được cái nguồn ngoại tệ đó để chúng ta về chúng ta giúp được phát triển kinh tế cho gia đình. Nên là sau này góp phần làm giàu đẹp của cái quê hương của gia chúng ta, thì đó chúng ta nhìn nhận toàn diện như thế thì chúng ta mới được gọi là cái cơ hội. Rồi lựa chọn xong thì chúng ta phải biết lựa chọn từng chương trình nào phù hợp với mình nhất. Rào cản thứ nhất của từng chương trình là chúng ta phải dựa vào ngoại ngữ, đúng không? Bây giờ thầy nói là đi, chúng ta chọn những chương trình đi các nước là Úc, Mỹ, Canada, New Zealand thì chúng ta đi chưa được tiếng Anh, mà tiếng Anh là tiếng em đang học. Ví dụ giờ ta cần cái đi học cái cao đẳng nghề đó là cái tiếng Anh là 5.0 thì hồi nào giờ chưa thi thì nghe 5.0 coi như là nó ghi gốc thì cũng chưa đúng. Với trình độ mà mấy em đang học hai cách nghiêm túc thì mấy em chỉ cần ô khá thôi, vài tháng không đi thi 5.5 cấp được là ta nghĩ một chuyện không xa, đúng không? Còn về chúng ta chọn đi Nhật, đi Hàn thì chúng ta chỉ tốt một cái khóa học để lấy bằng một của tiếng Nhật và tiếng Hàn là chúng ta là 3-4 tháng với điều kiện chúng ta học nghiêm túc. Riêng đối với tiếng Đức thì chúng ta mới hiểu, chứ đây là chọn đi bên cái cộng hòa Liên Đức thì chúng ta mới hiểu là chúng ta học lấy được bằng 3 tiếng Đức thì chúng ta mới đủ điều kiện để đi về ngoài đường. Đấy tôi như thế. Ví dụ như đi học bên Đức là du học đại học được miễn phí học đi. Tuy nhiên là chúng ta đi Đức là chúng ta học tầm là hơn 1 năm rồi chúng ta đi học đại học thì chúng ta tùy theo lựa chọn mà chúng ta phải nắm rõ và liên hệ. Đầu tiên là ngữ, thứ hai là trên cơ sở tài liệu bộ hồ sơ em xem các từng chương trình người ta có mô tả kinh phí thì cơ hội đó chúng ta biết chiếc ta mới nói chuyện về cái thực lực của gia đình mình thì cái kinh phí bắt đầu đó là gia đình mình là phù hợp để mình đủ điều kiện đi cái chương trình nào đó. Và tiếp theo là đi chương trình đó thì bản thân mình sở trường mình sở thích mình rồi năng lực của mình là học cái ngành nghề gì bên nước đó rồi thì chúng ta như thế mới gọi là tìm hiểu sâu. Ở đây thầy cô tư vấn sâu rồi còn em tìm hiểu sâu em không hiểu gì thì chúng ta sẽ phụ huynh đã được những cái mà chúng ta còn tò mò chưa nắm kỹ thì chúng ta cứ hỏi. Hôm nay có nhiều thầy cô chuyên gia ở đây sẽ trả lời có chồng em ha, đó là về bản thân và gia đình. Và cái cuối cùng thì cái phần hỗ trợ thì hiện nay chúng ta cũng biết rồi, Hậu Giang có một số chính sách hỗ trợ về cho là cho vay không đồng cái đi lao động rồi cho vay rồi về trong đồng để đi là du học đối với những em mà có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra thì các công ty các cái đơn vị lao động hiện nay người ta cũng có chương trình kết nối với ngân hàng để cho chúng ta vay trả sau đối với những cái trường hợp đi nước ngoài đi lao động đi du học. Thì ở tỉnh Hậu Giang cũng có hai cái nghị quyết này hỗ trợ hàng của chúng ta, cho nên cái gì chúng ta không nắm chúng ta kết hợp nhiều thứ vậy chúng ta phải tự mình lựa chọn mình thích hợp đi cái chương trình nào, nước nào mình làm gì
câu hỏi luôn luôn mang theo tôi biết em, đó là chương trình bao giờ chúng ta lựa chọn ở đây. Đa số những người, những cái gia đình, những cái phụ huynh cũng như là các em ở đây là chúng ta ở thành phần tỉnh Hậu Giang đó, thì chúng ta là thuộc là thu nhập trung bình và khá tí, còn giàu có thì cho nên là đa số các chương trình mà công ty và trung tâm chuyển tỉnh mang đến cho các em là những cái chương trình khuyến khích các em là vừa học vừa làm. Để làm gì? Để em tự trang trải cái tiền học của em ở nước ngoài, đồng thời em làm cái học để không phải làm cái gánh nặng cho gia đình, mà đồng thời có thể là chúng ta thu nhập hơn cái tiền học. Rồi sau đó chúng ta tốt nghiệp, chúng ta phải có cơ hội định cư là nhiều lâu dài, chúng ta mới phát triển hoàn toàn. Thì chúng ta hiểu hết những cái đó, thì chúng ta cuối cùng là bài toán là làm sao mang về thu nhập gấp 10 lần thì ngàn tỷ đó mới gọi là cơ hội. À, một vấn đề nó giúp của thảo là chỉ ra thế. Cảm ơn thầy cô cũng như là các em đã nghe. Thì công ty nhân lực Sài Gòn
người sáng lập, một cái người thầy của công ty và tất cả nhân sự trong công ty chúng tôi gọi bằng cái tên rất là thân thương, đó là thầy, gọi là thầy. 30 năm trước, thầy cũng là một học sinh tỉnh lẻ. Sau khi tốt nghiệp phổ thông và học xong đại học tại Việt Nam, thì thầy quyết định là xin học bổng để sang Mỹ học thạc sĩ, sau đó học tiến sĩ. Trong quá trình sau khi sang học tiến sĩ xong tại Mỹ, thì thầy lập gia đình và trở thành công dân của Mỹ. Thì hiện tại thầy là người Mỹ gốc Việt. Thì với kinh nghiệm làm ăn sinh sống tại nước ngoài rất nhiều quốc gia gần 30 năm, thì thầy quay trở về Việt Nam với cái mong muốn rằng là mang lại những cái thông tin hữu ích, những cái cơ hội để cho người trẻ Việt Nam của mình có cơ hội được bước ra thế giới để học hành, để làm việc, để lựa chọn cái nơi mình có thể sinh sống, mình có thể học tập, có thể phát triển, phát huy được cái năng lực của mình, đồng thời có điều kiện để mà góp phần làm giàu đẹp hơn cho quê hương Việt Nam. Thì đó là cái ước mơ của cả cái sứ mệnh mà người sáng lập và cũng như là người thầy của công ty nhân lực Sài Gòn truyền đến cho toàn thể đội ngũ của công ty chúng tôi. Thì ngày hôm nay mặc dù là thầy bận việc không tham gia được, nhưng mà cũng xin gửi lời cảm ơn đến thầy tiến sĩ Huỳnh Văn Trọng, mang lại cái cơ hội để mà ngày hôm nay đoàn SGC có cơ hội đến với Hậu Giang. Thì với SGC khi mà làm việc tại công ty cung ứng và nhân lực Sài Gòn á, thì thứ nhất chúng tôi cung cấp thông tin và mang lại cái cơ hội để các em tìm hiểu cái việc mà đi học tập ở nước ngoài như thế nào, làm việc ở nước ngoài như thế nào, là cái việc thứ nhất. Việc thứ hai, cái gốc, cái nền tảng của công ty mình, thầy của mình là tiến sĩ luật và mình có cái đội ngũ luật sư chuyên nghiệp. Do vậy mà cái khâu thủ tục hồ sơ rất là đơn giản. Có thể một số bạn suy nghĩ rằng là việc đi học nó khó, nó tốn nhiều tiền. Cái thứ nhất là về điều kiện, ở thời điểm này khi mà Việt Nam đang là thời điểm cơ cấu dân số vàng, phần lớn của mình là dân trẻ, dân số vàng á. Còn ở những nước phát triển như là Mỹ, như là Canada, như là Úc, như là Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Đức chẳng hạn, họ đều bước vào giai đoạn là dân số già. Do vậy mà ở thời điểm này, trong khoảng 3 năm trở lại đây, thì cái cơ hội để mà bước ra được học tập và làm việc ở những nước phát triển như cô mới chia sẻ là vô cùng dễ dàng. Nó dễ dàng ở đây là dễ dàng và điều kiện không cao. Thứ hai, không yêu cầu quá cao về ngoại ngữ. Và thứ ba là chi phí rất hợp lý, thậm chí là nó rẻ hơn hợp lý so với các bạn học các trường tại Việt Nam của mình, như ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc những thành phố lớn. Cho nên là các bạn phải lắng nghe để mình có sự công đo đong đếm. Bởi vì các bạn bây giờ đang ở độ tuổi là 18, chuẩn bị bắt đầu chịu trách nhiệm, ra quyết định và chịu trách nhiệm cho cái hành trình cuộc đời của mình rồi. Cho nên là các bạn phải nghiêm túc trong cái việc tìm hiểu thông tin, công đo đong đếm, so sánh các cái thông tin để mà mình đưa ra cái quyết định cho nó đúng đắn và phù hợp nhất với cái hành trình tương lai của mình trong thời gian sắp tới. Thêm một cái điều nữa bên công phía công ty nhân lực Sài Gòn, đó là mỗi một tỉnh thành, giả sử như tại Hậu Giang, tỉnh nhà Hậu Giang, thì công ty làm việc với chỗ thầy Liên là trung tâm giáo thường xuyên. Do vậy mà tất cả các bạn trong tỉnh Hậu Giang, nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào, thắc mắc nào, còn phụ huynh của mình nữa, chứ riêng về các em, hoặc trong bất kỳ cái gì liên quan tới hồ sơ, giấy tờ, thậm chí là đào tạo ngoại ngữ, đều liên hệ tại Hậu Giang. Mình không cần phải vất vả đi lên tới Sài Gòn. Chỉ khi nào các bạn chuẩn bị xuất cảnh, cần tập huấn, phỏng vấn hoặc cần cái cơ hỗ trợ gì đó, thì cứ mời các bạn lên văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì trung tâm đơn vị của bên mình trụ sở đặt tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Còn những không còn lại, các bạn không cần có di chuyển đi đâu hết, ngay tại tỉnh nhà của mình, ngay người thân thì ngay từ người thân của mình cứ qua thầy lên thì chắc khoảng 10 phút, thì ở đó có các thầy cô chuyên trách được tập huấn sẵn sàng rồi, có thể hỗ trợ tư vấn, gửi thông tin và nhận hồ sơ giấy tờ, hướng dẫn các bạn tận tình nhất có thể. Thì đó là những cái lợi điểm rất là lớn trong đơn vị của mình khi mà làm việc tại tỉnh nhà Hậu Giang. Thì cũng là cái thông tin mà cô Lộc xin phép được gửi đến quý phụ huynh cũng như là quý thầy cô của mình nắm, để trong cái việc sắp tới, nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào, gia đình của mình, ba mẹ hoặc là bạn bè gì đấy cần thông tin, cứ liên hệ tại Hậu Giang mình đến chỗ thầy Liên là có thầy cô để tư vấn cho mình. Và một lần nữa thì xin phép thầy, hai thầy và các thầy cô cho em nhắc lại các bạn học sinh của mình. Mình đã đến đây rồi, đã lắng nghe rồi, vậy thì phải nắm được ba cái điều quan trọng nhất trong tất cả của hội thảo. Thứ nhất, mỗi một chương trình các bạn phải nắm được điều kiện để tham gia chương trình là gì. Điều kiện ở đây bao gồm là ví dụ tốt nghiệp lớp mấy, bằng IELTS hoặc là cái trình độ ngoại ngữ là như thế nào, là cái điều kiện để mà có thể tham gia chương trình. Các bạn phải ghi chép lại, bởi vì ở tuổi các em sẽ rất mong quên được rất nhiều cái liên quan tới chuyện học hành, các bạn sẽ rất là mong quên. Cái điều thứ hai các bạn phải ghi chú lại, đó là chi phí chương trình này như thế nào. Bởi vì mỗi chương trình, mỗi quốc gia điều kiện khác nhau, chi phí khác nhau. Và cái thứ ba bắt buộc các bạn phải ghi chú được cái
với cái năng lực học tập của các bạn, với cái nguồn lực tài chính của gia đình và với cái ước mơ, cái nguyện vọng của mình, thì chương trình nào là phù hợp nhất để mình đưa ra cái lựa chọn cho nó đúng đắn. Và một lần nữa thì cô Lộc cũng xin chúc cho các bạn học sinh trường Trung học phổ thông Quỳ Thanh ngày hôm nay có một cái buổi hội thảo thành công, và hy vọng rằng 2 năm sau, 3 năm sau, không không phải 2-3 năm sau mà có thể là 5 sau thôi, là sẽ gặp các bạn đâu đó những gương mặt thân quen này ở Úc, ở Mỹ, ở Canada, hoặc là ở Nhật Bản, hoặc là ở Cộng hòa Liên bang Đức á. Và hy vọng rằng là với những bạn trẻ của trường mình dám dám thông, dám ước mơ, dám theo đuổi những cái cơ hội sẽ mang lại những cái điều tốt đẹp cho quê hương Hậu Giang của mình. Và ngày hôm nay đến trường trung học phổ thông Quỳ Thanh ngoại trường mang đến cho các bạn học sinh những phần quà thật là xinh đáng đáng yêu, thì công ty SRC cũng mang đến cho trường cũng xin kính tặng trường một phần học bổng để mà trong cái công tác chuẩn bị cho năm học sắp tới, có thể là cuối năm nay trường có thêm một ít kinh phí để cho có phần là cho những bạn học sinh ngồi đây các bạn có thêm một ít kinh phí mà các bạn tính vào cái con đường là các bạn thi trung học phổ thông quốc gia. Dạ, xin mời đại diện công ty SRC và Trảo Di Lộc lên trao phần học bổng cho trường. Dạ, xin mời đại diện trường thầy Duy, là thầy Lê Duy Ngọc lên nhận học bổng. Rồi, xin các bạn học sinh đến đây mình có thể cho một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Lấy một lần.